bạn thân mến, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sahan. Và ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức tổng hợp thú vị. Có thể nói thì BTS hiện đang là nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất của K-pop với một lượng fan hâm mộ vô cùng đông đảo. Tuy nhiên thì nổi tiếng lại đi kèm với tai tiếng, nhóm cũng sở hữu một lượng lớn anti-fan. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua những cáo buộc vô lý nhất mà BTS đã phải chịu dưới bàn phím của netizen. Thứ nhất, BTS bị gắn mác Sayayagi khi đánh bại Big Bang. Trở lại năm 2015, ngay sau khi BTS đánh bại Big Bang trên bảng xếp hạng Hantel với album The Most Beautiful Moment in the Life Part 1, netizen lập tức hướng mũi dùi về BTS và gọi nhóm là Sayayagi, tức là những công ty tự mua album với số lượng lớn để đẩy doanh thu cho cả nhà. Bởi lúc ấy BTS chỉ là nhóm nhạc mới ra mắt được 2 năm, thậm chí còn đến từ công ty nhỏ, không thể dễ dàng đánh bại kỷ lục tiêu thụ album của Big Bang. Chỉ không lâu sau đó thì Big Hit đích thân lên tiếng rằng với tình hình tài chính hiện tại, họ chưa có nhiều tiền đến mức đủ khả năng mua một lượng lớn album như vậy. Big Hit Entertainment không thể có đủ nguồn vốn để tự làm điều gì đó. Ngay cả fan nhà BTS thời điểm ấy cũng lên tiếng bật lại netizen với cáo buộc vô lý không căn cứ. Thứ hai, vì bị ném đá tơi bời vì netizen chỉ ra nam idol có hành động thô lỗ. Trên show M Countdown vào năm 2015 khi nhận về chiếc cúp chiến thắng cho ca khúc I Need You, Vi bị bắt gặp ngân nga một ca khúc của Big Bang khiến netizen cho rằng BTS đang mỉa mai gọi Big Bang là những kẻ thua cuộc. Để ngăn chặn mọi việc không trở nên nghiêm trọng, Vi lập tức post lên tài khoản Twitter giải thích về tranh cãi. Đây là 3 bài hát I Need You, Baby và Loser mình nghe mỗi ngày trước khi đi ngủ, do vậy nó đã trở thành thói quen của mình và lời bài hát cứ tự nhiên bật ra trong đầu khi chúng mình nhận cúp. Thứ ba, netizen khẳng định Jin và Lee Guk-ju đang hẹn hò. Đây có thể coi là một trong những tin đồn nhảm nhí nhất mà netizen gắn cho BTS, đặc biệt là đối với Jin khi một vài netizen có những màn suy luận trên sao hỏa về việc Jin và Lee Guk-ju hẹn hò. Mọi chuyện bắt đầu khai hỏa khi diễn viên hài Yoo Se-ho trêu đùa rằng Lee Guk-ju đang trong mối quan hệ yêu đương với một nam idol điển trai và ngay lập tức Jin nằm trong diện tình nghi bởi hai người khá thân thiết. Để đập tan tin đồn này, trong một tập của chương trình Radio Star, Lee Guk-ju đã chính thức lên tiếng phủ nhận và chia sẻ cô cùng Jin chỉ đơn giản là những người bạn. Chúng mình là Top Sahan và bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.